Con tùm khởi tố nghi can đốt nhà bắn chồng em gái trong đêm. Diễn biến phiên tòa xử kín vụ hai cháu ở phố Nguyễn Huệ bị bắt cóc để quay clip khiêu dâm. Năm cựu cán bộ công an bắt giữ người trái pháp luật chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng. Cảnh báo sạt lở nghiêm trọng, gần trăm mét đường bị cuốn trôi tại Hòa Bình. Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Rất hân hạnh được gửi tới quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Ngày 7 tháng 8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Con Tum đã chính thức ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Azo, 42 tuổi, cư trú tại thôn Đắc Manh 2, xã Đắc Rơ Nga, huyện Đắc Tô, về tội giết người. Azo bị xác định là thủ phạm trong vụ việc phóng hỏa đốt nhà của vợ chồng em gái mình, Y Doanh 40 tuổi và A Thiệu 33 tuổi, tại cùng thôn Đắc Manh 2. Vụ việc xảy ra vào khoảng 3 giờ sáng ngày 31 tháng 7, khi Azo chuẩn bị một lượng xăng và mang theo súng tự chế. Azo đã điều khiển xe mô tô đến nhà của em gái, nơi hai vợ chồng Y Doanh đang ngủ. Tại đây, Azo đã đổ xăng xung quanh căn nhà rồi châm lửa gây ra đám cháy lớn. Khi Y Doanh và A Thiệu phát hiện đám cháy và cố gắng chạy ra khỏi nhà, A đã đứng sẵn ở trước cửa và bắn một phát đạn vào bụng của A Thiệu. Ngay sau khi gây án, A đã đến công an thị trấn Pleikon, huyện Ngọc Hồi để đầu thú. Tại hiện trường, vụ hỏa hoạn đã thiêu dụi toàn bộ tài sản của gia đình Y Doanh. Hai nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Con Tum. Với Y Doanh bị bỏng toàn thân và A Thiệu bị bỏng tay chân, cùng vết thương do súng bắn vào bụng cơ quan công an tỉnh Con Tum đã tiến hành điều tra và khởi tố Azo về tội giết người. Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân và động cơ của hành vi phạm tội. Ngày 6 tháng 8, Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng xét xử 5 cựu cán bộ công an quận Đống Đa, Hà Nội về các tội lợi dụng chức vụ quyền hạn bắt giữ người trái pháp luật và lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Theo cáo trạng, Phan Anh Tú, 44 tuổi, đội trưởng đội điều tra tổng hợp công an quận Đống Đa, Hà Nội. Hà Ngọc Sơn, 39 tuổi, điều tra viên. Nguyễn Hoàng Anh, 30 tuổi. Đào Hải Sơn, 25 tuổi. Đỗ Công Sơn, 31 tuổi, cán bộ điều tra thuộc đội điều tra tổng hợp. Ngày 28 tháng 11 năm 2022, Công an quận Đống Đa nhận đơn của Thới Minh Nhật tố cáo Nguyễn Tạ Phi Long, chú thị trấn Trà Xuân Trà Bồng, Quảng Ngãi, có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng Internet. Công an quận Đống Đa đã chỉ đạo chuyển đơn này đến Công an thành phố Đà Nẵng để giải quyết theo thẩm quyền. Nhưng Tú không thực hiện mà chỉ đạo Nguyễn Hoàng Anh viết phiếu đề xuất đi công tác tại Đà Nẵng từ ngày 4 tháng 12 năm 2022 với nội dung xác minh nguồn tin tội phạm trong vụ việc khác mà Đào Hải Sơn đang được phân công thực hiện. Mục đích chính của Tú là lợi dụng việc này để xác minh nguồn tin tội phạm theo đơn tố cáo của Thới Minh Nhật đối với Nguyễn Tạ Phi Long. Đơn này được lãnh đạo công an quận phê duyệt và tổ công tác vào Đà Nẵng gồm Hà Ngọc Sơn, Nguyễn Hoàng Anh, Đào Hải Sơn, Đỗ Công Sơn. Phan Anh Tú yêu cầu Nguyễn Hoàng Anh lập nhóm Zalo Đà Nẵng gồm các thành viên nêu trên để nhận chỉ đạo của Tú từ Hà Nội. Phan Anh Tú đã chỉ đạo nhóm cán bộ của tổ công tác trong toàn bộ quá trình bắt giữ người trái pháp luật đối với Nguyễn Tạ Phi Long, Trần Hải Danh, Lê Bùi Thái Dương từ ngày 4 tháng 12 năm 2022 đến ngày 8 tháng 12 năm 2022 tại Đà Nẵng thông qua mạng Zalo và điện thoại cá nhân. Sau khi khống chế, trói tay bắt giữ, Nguyễn Hoàng Anh, Hà Ngọc Sơn, Đào Hải Sơn, Đỗ Công Sơn đã đưa Nguyễn Tạ Phi Long, Lê Bùi Thái Dương và Trần Hải Danh đến giữ trái pháp luật tại các khách sạn Maryland, Samsung Boutique và ở cùng tổ công tác. Các đối tượng Long, Danh, Dương bị hạn chế quyền công dân và mọi sinh hoạt đều bị giám sát. Quá trình bắt giữ người Nguyễn Hoàng Anh, Hà Ngọc Sơn, Đào Hải Sơn thu giữ vàng của Nguyễn Tạ Phi Long và bán được 361,78 triệu đồng, chia mỗi người 100 triệu đồng, số còn lại dùng tiêu xài chung. Khi Nguyễn Tạ Phi Long bỏ trốn và đến trình báo với công an thành phố Đà Nẵng, Tú chỉ đạo hủy bỏ nhóm Zalo Đà Nẵng và hủy ứng dụng Zalo cá nhân nhằm tiêu hủy chứng cứ. Sau một ngày xét xử, chiều ngày 6 tháng 8, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng tuyên phan anh Tú 9 tháng tù về tội, lợi dụng chức vụ quyền hạn bắt giữ người trái pháp luật. Các bị cáo Nguyễn Hoàng Anh mức án 42 tháng tù, Hà Ngọc Sơn 36 tháng tù, Đào Hải Sơn 30 tháng tù, cùng về hai tội lợi dụng chức vụ quyền hạn bắt giữ người trái pháp luật và lợi dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Bị cáo Đỗ Công Sơn bị tuyên mức án 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách 18 tháng. Ngày 7 tháng 8, tòa gia đình và người chưa thành niên tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đưa vụ án bắt cóc hai bé gái ở phố đi bộ Nguyễn Huệ ra xét xử sơ thẩm, phiên tòa được xét xử kín. Bị cáo Phạm Quỳnh Nhật Vi, 21 tuổi, quê Tiền Giang, bị đưa ra xét xử về tội sử dụng người dưới 16 tuổi và mục đích khiêu dâm và chiếm đoạt người dưới 16 tuổi. Chủ tọa phiên tòa là ông Trần Thanh Minh, tránh tòa gia đình và người chưa thành niên. Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giữ quyền công tố tại tòa là kiểm sát viên Võ Thắng Trung. Bị hại là cháu LHTL 3 tuổi và cháu NKTM 7 tuổi, có 4 luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp gồm Trần Thị Ngọc Nữ, Huỳnh Tấn Đạt, Lữ Thị Bạch Linh và Nguyễn Thanh Giang. Theo cáo trạng, khoảng tháng 10 năm 2023, thông qua ứng dụng hẹn hò, vì có mối quan hệ tình cảm với người đàn ông tên Richard, chưa rõ lai lịch, cả hai gặp nhau ở một khách sạn tại thành phố Hồ Chí Minh. Đến tháng 3 năm 2024, Richard về nước và nhắn tin yêu cầu Vi tìm các bé gái từ 6 đến 12 tuổi để quay video clip khiêu dâm gửi cho Richard. Richard sẽ cho Vi tiền và hứa hẹn sẽ về Việt Nam cưới Vi làm vợ. Vi đến phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1 và gặp cháu NKTM đang ngồi một mình. Qua nói chuyện, Vi biết M hay ở khu vực này xin tiền vào buổi tối tối ngày mùng 3 tháng 4, Vi gặp lại cháu M và em của M là LHTL. Vi cho hai cháu 10.000 đồng rồi chụp hình hai cháu gửi cho Richard xem. Sau khi Richard đồng ý, Vi dẫn hai cháu đi qua nhiều tuyến đường từ quận nhất sang quận 8, cuối cùng về chung cư Sài Gòn Pơn, quận Bình Thạnh. Kết quả điều tra xác định, từ ngày mùng 3 tháng 4 đến ngày mùng 7 tháng 4, Vi đã quay 12 đoạn video clip khiêu dâm để gửi cho Richard. Đến ngày 8 tháng 4, phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Hồ Chí Minh cùng công an quận Nhất và công an quận Bình Thạnh ập vào chung cư và giải cứu thành công hai nạn nhân. Tại cơ quan công an, vi thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Đối với người đàn ông tên Richard, kết quả điều tra xác định khi vụ án xảy ra, Richard đang ở Hoa Kỳ và chỉ đạo qua Zalo để vi thực hiện hành vi phạm tội. Công an thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản gửi Viện kiểm sát nhân dân tối cao yêu cầu tương trợ tư pháp với Bộ Tư pháp hợp chủng quốc Hoa Kỳ để xác minh, ghi lời khai nhưng đến nay chưa có kết quả. Do đó, cơ quan cảnh sát điều tra đã tách để tiếp tục điều tra đối với người tên Richard. Ngày 7 tháng 8, Công an thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai đã chính thức tạm giữ hình sự ba thanh niên gồm Nguyễn Tấn Phát, Trần Minh Tú cùng 18 tuổi và Hoàng Vũ Bảo 17 tuổi, tất cả đều trú tại thành phố Pleiku để điều tra về hành vi cậy phá mộ tại khu vực Nghĩa Trang, thành phố Pleiku. Trước đó vào khoảng 22 giờ ngày 5 tháng 8, Nguyễn Tấn Phát cùng Nguyễn Quang Huy, 18 tuổi, Chú tại thành phố Pleiku, đã đến Nghĩa Trang, thành phố Pleiku với mục đích trộm cắp khung nhôm bọc bàn thờ trên các ngôi mộ. Theo thông tin từ người dân, hơn 100 ngôi mộ tại Nghĩa Trang này đã bị cậy phá, với phần khung nhôm bị mất cắp. Đến khoảng 3 giờ sáng ngày 6 tháng 8, khi nhóm của Phát đang tiếp tục hành vi cậy phá, công an đã bắt quả tang Nguyễn Tấn Phát tại hiện trường, còn Nguyễn Quang Huy đã nhanh chóng bỏ trốn. Khi được đưa về cơ quan công an, Nguyễn Tấn Phát khai nhận rằng anh ta cùng Nguyễn Quang Huy đã thực hiện hành vi cậy phá hơn 100 ngôi mộ tại Nghĩa Trang, thành phố Pleiku để lấy khung nhôm. Số nhôm thu được sau đó đã được nhóm này mang đi bán để kiếm tiền tiêu xài. Trong quá trình điều tra, công an cũng đã triệu tập Hoàng Vũ Bảo và Trần Minh Tú, những người có liên quan trong vụ việc. Các đối tượng này thừa nhận đã tham gia vào việc cậy phá và bán khung nhôm từ các ngôi mộ công an thành phố pleiku đã tiến hành điều tra mở rộng và đang tiếp tục truy bắt nguyễn quang huy người đã trốn thoát đồng thời cơ quan chức năng cũng đang tiếp tục xác minh và làm rõ các tình tiết liên quan đến vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật vụ việc này không chỉ gây bức xúc trong cộng đồng mà còn làm dấy lên những lo ngại về an ninh trật tự và sự tôn nghiêm tại các khu nghĩa trang Ngày 7 tháng 8, Công an thành phố Hà Nội thông báo rằng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Hoài Đức đã khởi tố các nhóm thanh niên liên quan đến các vụ cướp tài sản và gây dối trật tự công cộng xảy ra tại huyện Hoài Đức. Vụ việc bắt đầu vào tối ngày 4 tháng 7 năm 2024 khi mâu thuẫn nợ nần giữa hai nhóm thanh niên đã dẫn đến một loạt sự cố nghiêm trọng. Theo điều tra, NTH và B. Thercher, đều sinh năm 2007, cư trú tại phường Phú Lãm, quận Hà Đông, đã tập hợp một nhóm gồm 16 người, trong đó có Phùng Trung Nghĩa sinh năm 2006 từ Tuyên Quang, cầm theo tuyếp sắt và hẹn gặp nhóm của VTN sinh năm 2006 từ Minh Khai, Hai Bà Trưng, tại khu đô thị Simco, xã An Khánh, huyện Hoài Đức. Khi đến nơi, nhóm của Hát đã diễu hành quanh quán nhậu nơi nhóm của VTN đang tụ tập gây rối bằng cách hò hét, chửi bới và bấm còi inh ỏi. Trong khi đó, HQD sinh năm 2006 đã gọi điện cho em trai mình là HQT sinh năm 2009 và LDM sinh năm 2007 đến hỗ trợ. Khi T và M đến gần quán với vỏ chai bia, ném chai vào nhóm của H rồi bỏ chạy. Ngay sau đó, nhóm của H đã vào quán và đánh nhóm của VTN, gây ra hỗn loạn. Sau khi gây án, nhóm của H đã vứt bỏ hung khí và rời khỏi hiện trường. Sau đó, HQT và LDM tiếp tục mang theo số vỏ chai bia còn lại, di chuyển trên đường Lê Trọng Tấn và bị TVV sinh năm 2007 và NDH sinh năm 2008 đuổi theo. Cuộc rượt đuổi đã dẫn đến việc T và M bị ngã xe tại xã La Phù. TVV và NDH đã dùng hung khí tấn công liên tục vào tay của T và bắt T quỳ xuống để quay video. Nhận được thông tin về các sự việc trên, Công an huyện Hoài Đức đã khẩn trương điều tra và bắt giữ các đối tượng liên quan. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hoài Đức đã quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với TVV và NDH về tội cướp tài sản cùng với Phùng Trung Nghĩa, B. Thờ Trờ, VTN và LDM về tội gây dối trật tự công cộng. Hiện công an huyện Hoài Đức đang tiếp tục điều tra và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật nhằm đảm bảo an ninh trật tự và công lý trong cộng đồng. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình vừa ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai do ảnh hưởng nghiêm trọng của cơn mưa kéo dài và cơn bão số 2 từ ngày 15 tháng 7 đến 28 tháng 7. Tình huống khẩn cấp này được đưa ra nhằm ứng phó với hư hỏng trên đoạn đường tỉnh 435 từ km 27 700 đến km 28 500, nơi đã bị sạt trượt nghiêm trọng. Cụ thể lúc 9 giờ ngày 24 tháng 7, tại km 27 750 đường tỉnh 435 đã xuất hiện cung trượt làm hư hỏng nền đường và mặt đường, vết nứt dài 35m, rộng 35cm và sâu 20cm. Đến 17 giờ cùng ngày, vết nứt tiếp tục lún sâu từ 20cm lên 40cm. Đến 8 giờ ngày 25 tháng 7, độ lún đã lên tới 60cm và đến ngày 28 tháng 7, chiều sâu lún đã đạt 98cm. Tình trạng này gây ra nguy cơ lớn về an toàn giao thông và làm giảm bề rộng lưu thông của đoạn đường này. Ngoài ra, tại km 28 400, cách km 27 750 khoảng 650m cũng xuất hiện nứt mặt đường dài 10m, rộng 0,5cm. Tình trạng này đang được theo dõi chặt chẽ. Việc hư hỏng này không chỉ ảnh hưởng đến kết cấu hạ tầng giao thông mà còn đe dọa trực tiếp đến an toàn giao thông và sinh hoạt của nhiều hộ dân. Tình trạng sạt trượt nghiêm trọng đã ảnh hưởng trực tiếp đến 8 hộ dân với 36 nhân khẩu tại xóm Ngòi, xã Suối Hoa, huyện Tân Lạc. Các hộ dân này đang sinh sống trong khu tái định cư gần khu vực bị ảnh hưởng. Bên dưới khu vực này, phần ta luy âm tiếp giáp với hồ đã xuất hiện nứt và lún sâu khoảng 0,5m so với nền đất ban đầu. Phía sau các hộ dân là đất đồi lớn, có độ dốc cao, đã xuất hiện nhiều vết nứt và lún với chiều dài khoảng 40m, rộng nhất khoảng 30cm và sâu 50cm. Nguy cơ sạt trượt có thể đẩy các hộ gia đình xuống sông là rất cao, đặc biệt khi mưa tiếp tục kéo dài. Trước tình hình nghiêm trọng này, Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình đã chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải thực hiện các biện pháp khẩn cấp để khắc phục hậu quả thiên tai. Cụ thể, Sở Giao thông Vận tải được yêu cầu giao chắn toàn bộ mặt đường, hướng dẫn người và phương tiện lưu thông về phía lề đường bên phải tuyến, cử người trực gác để theo dõi tình hình lún sụt và báo cáo hàng ngày vào 8 giờ và 15 giờ. Đồng thời, khi có sụt đún gia tăng đột ngột thực hiện ra soát và xác định các kết cấu hạ tầng giao thông bị thiệt hại, tham mưu ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp để triển khai các dự án phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai. Đồng thời, ủy ban nhân dân huyện Tân lạc đã chỉ đạo ủy ban nhân dân xã Suối Hoa thực hiện công tác tuyên truyền cho người dân về tình hình khẩn cấp và biện pháp phòng tránh. Ủy ban nhân dân xã cũng phối hợp với các cơ quan và đơn vị liên quan để đảm bảo an toàn giao thông tại đoạn đường bị ảnh hưởng từ km 27 700 đến km 28 500. Hiện nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình đang tiếp tục triển khai các biện pháp khắc phục và sẽ báo cáo tình hình khắc phục khi công trình phòng chống hoàn tất. Mới đây, cơ quan chức năng của huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình đã tổ chức đoàn kiểm tra hiện trường tại hồ Rào Đá, nơi xảy ra hiện tượng cá chết bất thường. Tại hồ thủy lợi lớn nhất tỉnh Quảng Bình này, hàng trăm con cá mè và cá rô phi đã chết và trôi giặt vào bờ, gây mùi hôi thối khó chịu cho khu vực xung quanh. Theo thông tin của người dân địa phương, hiện tượng cá chết bắt đầu xuất hiện từ đầu tháng 8. Để xử lý tình trạng này, Ủy ban nhân dân huyện Quảng Ninh đã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Tài nguyên môi trường và Ủy ban nhân dân xã Trường Xuân phối hợp kiểm tra hiện trường. Tuy nhiên, việc kiểm tra gặp khó khăn do cá đã chết trước đó vài ngày, khiến việc lấy mẫu cá không còn chính xác. Do đó, cơ quan chức năng đã quyết định lấy mẫu nước để kiểm tra các yếu tố thủy lý và thủy hóa nhằm xác định chất lượng nước. Ông Trần Xuân Tình, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Quảng Ninh cho biết, hiện tại chúng tôi chưa xác định được nguyên nhân cụ thể của hiện tượng cá chết. Cá đã chết nhiều ngày nên việc lấy mẫu cá không còn khả thi. Chúng tôi tập trung vào việc xét nghiệm chất lượng nguồn nước để đảm bảo an toàn cho sinh hoạt và sản xuất. Bên cạnh việc điều tra nguyên nhân, huyện Quảng Ninh yêu cầu xã Trường Xuân phối hợp với công an xã ra soát danh sách hộ và tàu cá khai thác thủy sản tại Hồ Rào Đá các hộ khai thác sẽ phải ký cam kết không vi phạm quy định về khai thác thủy sản, đặc biệt là việc sử dụng chất nổ, chất độc, sung điện và ngư cụ cấm. Huyện cũng yêu cầu công ty cổ phần cấp nước Quảng Bình và chi nhánh thủy nông Quảng Ninh tăng cường theo dõi và bảo vệ nguồn nước. Theo công ty trách nhiệm hữu hạng một thành viên khai thác công trình thủy lợi Quảng Bình, đây là lần đầu tiên xảy ra hiện tượng cá chết ở hồ Giao Đá. Đại diện công ty cho biết nguyên nhân có thể do mực nước trong hồ tiệm cận mức thấp kết hợp với thời tiết nắng gắt và mưa rông gây sốc nhiệt cho cá. Công ty đã tăng cường nhân lực và phối hợp với lực lượng địa phương để bảo vệ hồ và chờ kết luận từ cơ quan chức năng. Hiện cơ quan chức năng tiếp tục điều tra và xử lý vụ việc để đảm bảo chất lượng nước và an toàn cho người dân trong khu vực. Sáng ngày 7 tháng 8, thông tin từ cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắc cho biết các đơn vị vừa mới hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, vụ tai nạn liên hoàn giữa xe ô tô đầu kéo và hai xe ô tô tải xảy ra trên đường tránh Buôn Hồ. Cụ thể, vụ tai nạn xảy ra lúc 20h15 ngày 6 tháng 8 trên đường tránh Buôn Hồ thuộc xã Ea Đờ huyện Cư Mơ Ga, tỉnh Đắk Lắc. Vụ tai nạn khiến 3 người chết và 3 người bị thương. Theo thông tin từ cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắc, chiếc xe đầu kéo mang biển kiểm soát 82H01804 kéo theo rơ móc, biển kiểm soát 81R01083 do tài xế Huỳnh Minh Đạt, 54 tuổi, trú tại tỉnh Gia Lai, điều khiển, đang lưu thông theo hướng Gia Lai Đắk Lắc. Khi đến đoạn đường tránh buôn hồ, xe đầu kéo gặp sự cố và dừng lại bên đường. Trong lúc xe đầu kéo đang dừng, hai xe tải đi phía sau đã xảy ra va chạm liên tiếp. Xe tải mang biển kiểm soát 81C23911 Do tài xế Lê Huy H, 41 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai điều khiển đã dừng lại phía sau xe đầu kéo do không thể đánh lái sang trái vì xe ngược chiều. Ngay sau đó, xe tải mang biển kiểm soát 60H04700 do tài xế Phan Xuân CH, 47 tuổi, ngụ thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng điều khiển đã tông mạnh vào đuôi xe tải 81C23911, khiến xe này bị đẩy về phía trước và va chạm vào đuôi xe đầu kéo. Cú va chạm mạnh đã khiến đầu hai xe tải bị bể nát và bẹp rúm, trong khi xe đầu kéo chỉ bị hư hỏng nhẹ phần sau. Tai nạn đã làm 3 người tử vong, bao gồm tài xế Phan Xuân CH tử vong tại chỗ, cùng với Nguyễn Xuân V, 47 tuổi, ngụ huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng, và Phạm Văn H, 39 tuổi, ngụ thành phố Hải Phòng, tử vong trên đường đến bệnh viện. Ba người bị thương bao gồm tài xế Lê Huy H, 41 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai, Trương Hùng C, 32 tuổi, ngụ tỉnh Đông Tháp, và Nguyễn Thanh TR, 36 tuổi, ngụ thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, đã được đưa đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên để cấp cứu. Tất cả các nạn nhân đều là người thu mua sầu riêng đang trên đường trở về sau một ngày làm việc. Vụ tai nạn đã gây thiệt hại lớn về tài sản và con người, đồng thời tạo ra tình trạng ùn tắc giao thông nghiêm trọng tại khu vực. Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, Đại tá Trần Bình Hưng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắc cùng Thượng tá Bùi Trọng Tuấn, trưởng phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác cứu hộ, phân luồng giao thông và điều tra nguyên nhân vụ việc. Công tác khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi đã hoàn tất vào dạng sáng ngày 7 tháng 8. Nguyên nhân cụ thể của vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. Mới đây, Công an quận 7 phối hợp với Công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quân kiểm tra và xử lý nghiêm đối với các cơ sở kinh doanh liên quan đến khí cười và ma túy trên địa bàn quận. Cụ thể vào tối ngày 5 tháng 8, lực lượng chức năng đã kiểm tra các cơ sở kinh doanh có dấu hiệu liên quan đến ma túy và các địa điểm kinh doanh si sa khí cười. Tại khách sạn Phi Long trên đường Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, tổ công tác phát hiện chủ cơ sở không thực hiện thủ tục thông báo lưu trú cho ba khách. Trong số này, hai đối tượng là HTK sinh năm 2005 và LNV sinh năm 1993 cùng quê An Giang có kết quả dương tính với ma túy. Hai đối tượng đã được bàn giao cho công an phường Tân Hưng để xử lý. Đồng thời, tổ công tác tiếp tục điều tra nguồn cung cấp ma túy và địa điểm sử dụng ma túy trái phép. Cùng thời điểm, một tổ công tác khác đã kiểm tra hộ kinh doanh Hôm Mai 1 trên đường Lê Văn Thiêm, phường Tân Phong, do Trần Quốc Tới, sinh năm 1999 làm chủ. Tại đây, cảnh sát phát hiện cơ sở này kinh doanh khí N2O hay còn gọi là khí cười trái phép và vi phạm về thương mại, phòng cháy chữa cháy và an toàn lao động. Tương tự, khi kiểm tra hộ kinh doanh hôm mai 2 trên đường Trần Trọng Cung, phường Tân Thuận Đông do Huỳnh Hà Nguyên, sinh năm 1999, quản lý, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện các sai phạm tương tự về khí cười và các vi phạm khác. Ngoài ra, cảnh sát còn bắt quả tang 3 đối tượng PCT, LBN, LNBK cùng sinh năm 2000 đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Nhóm này khai nhận đã nhiều lần sử dụng cần sa tại địa điểm trên. Tại hiện trường, công an thu giữ 8 bình khí cười cùng nhiều tăng vật liên quan. Thời gian qua, công an thành phố Hồ Chí Minh đã tham mưu ban chỉ đạo 138 thành phố Hồ Chí Minh tăng cường công tác quản lý phân phối khí N2O để phục vụ cho hoạt động sản xuất, công nghiệp và đã có nhiều cảnh báo việc sử dụng khí cười N2O làm mất kiểm soát năng lực hành vi, ảnh hưởng tới sức khỏe, gây mất an ninh trật tự và nguy hiểm cho xã hội. Tuy nhiên, vì lợi nhuận, nhiều đối tượng vẫn cố tình kinh doanh buôn bán trái phép loại khí này, lôi kéo giới trẻ, chủ yếu là học sinh sinh viên sử dụng. Ban đầu xuất phát từ những lý do rất đơn giản như thấy hay hay, lạ lạ, thử cho biết. Nghe bạn chủ xê, hút thuốc lá điện tử, si sa, bóng cười trở thành quen thuộc, rồi muốn tăng liều, dần dần vướng vào ma túy. Tổ chức liên hoan, sinh nhật, mời nhau sử dụng ma túy là thú chơi của một bộ phận giới trẻ hiện nay. Vì vậy, bên cạnh việc kiên quyết xử lý nghiêm triệt để các địa điểm kinh doanh để xảy ra tình trạng kinh doanh si sa, bóng cười trái phép, Công an thành phố kêu gọi mỗi gia đình, nhà trường, các tổ chức đoàn thể và người dân nâng cao tinh thần trách nhiệm, tuyên truyền nhắc nhở giáo dục con em học sinh, đoàn viên thanh niên hiểu rõ tác hại của việc sử dụng bóng cười, si sa để chủ động phòng tránh. Tối 5 tháng 8, Công an tỉnh Hải Dương cho biết lực lượng chức năng đang làm việc để xử lý nghiêm tài xế của xe ô tô khách mang biển kiểm soát 34S00944. Sau sự việc vi phạm giao thông nghiêm trọng theo thông tin ban đầu vào khoảng 16 giờ 50 phút cùng ngày, tại đoạn quốc lộ 38B qua huyện Gia Lộc, tổ công tác của đội cảnh sát giao thông số 2 thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Hải Dương phát hiện xe ô tô khách biển số 34F00944 thuộc hợp tác xã vận tải hàng hóa và hành khách Mạnh Thắng có dấu hiệu vi phạm khi tài xế không thắt dây an toàn theo quy định. Khi tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, tài xế đã không chấp hành mà tiếp tục điều khiển xe bỏ chạy. Sau khi xe chạy một đoạn, tổ công tác đã kịp thời dừng điều phương tiện và yêu cầu tài xế xuống xe để kiểm tra. Tuy nhiên, tài xế vẫn không hợp tác và cố tình tiếp tục di chuyển. Theo đoạn clip do người dân ghi lại cho thấy, khi cảnh sát giao thông đứng trước đầu xe ra hiệu lệnh, tài xế đã tăng ga buộc cán bộ cảnh sát giao thông phải lùi lại một đoạn. Cán bộ cảnh sát giao thông đã nhiều lần yêu cầu tài xế dừng xe, nhưng tài xế vẫn không tuân thủ và tiếp tục tăng tốc bỏ chạy về hướng thành phố Hải Dương. Sự việc đã gây bức xúc trong dư luận, đặc biệt là khi hình ảnh tài xế không hợp tác với lực lượng chức năng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Người dân và các cơ quan chức năng đều lo ngại về hành vi coi thường pháp luật và sự an toàn giao thông của tài xế. Hiện đội cảnh sát giao thông số 2 đang tiếp tục điều tra vụ việc, xác minh các chi tiết liên quan và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Công an tỉnh Hải Dương cam kết sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật và bảo vệ trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.